Mình là My và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quyển sách vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tên quyển sách đó chính là Tuổi thơ dữ dội. Tác giả của cuốn sách là Phùng Quán, thuộc nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Cuốn sách có tất cả 730 trang. Phùng Quán sinh năm 1932, quê tại xã Thủy Dương, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phùng Quán bắt đầu sự nghiệp văn thơ của mình trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 1945, Phùng Quán tham gia vệ quốc quân. Sách Tuổi thơ dữ dội là một câu chuyện hay, cảm động, viết về tuổi thơ. Đọc cuốn sách, người đọc không bao giờ muốn ngừng lại vì bị lôi cuốn bởi những nhân vật ngây thơ, anh hùng, vì những sự việc ly kỳ, hài hước, gây xúc động đến ứa nước mắt. Với 730 trang sách, Tuổi thơ dữ dội kể về cuộc đời chiến đấu hoàn toàn của những chiến sĩ thuộc tổ trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân, những chú bé chỉ mới trạc 13, 14 tuổi đời. Cuốn sách được chia làm 8 phần, mỗi phần lại là một câu chuyện về những người lính nhỏ tuổi khác nhau. Tuổi thơ dữ dội là ước mơ, là bản thiên hùng ca và là khúc bi tráng của những lớp trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Đúng như tên truyện, chúng ta sẽ bắt gặp ở đó những chi tiết thực sự dữ dội về cuộc đời thiếu niên bất hạnh, về cuộc chiến tranh chống giặc tàn khốc. Nhưng ẩn sau bên trong ta vẫn thấy những tâm hồn trong sáng và vô tư, thấy sự can trường, dũng cảm phi thường của nhân vật. Các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn câu chuyện thì hãy tìm đọc nhé!